Những ngày cuối năm ở thành phố Hồ Chí Minh, hoa xuân tràn ngập tại các công viên lớn và trung tâm mua bán cây hoa kiển. Nhưng người bán thì nhiều, người mua lại vắng. Dù thời tiết không thuận lợi, mưa nắng thất thường, nhưng mà hàng loạt chậu cúc, vạn thọ, tắc mai của các nhà vườn vẫn đang phát triển tốt, dáng đẹp và bắt đầu chớm nụ. Ghi nhận tại cung đường Phạm Văn Đồng, nhiều loại hoa cây cảnh được trưng bày đa dạng, phong phú, bắt mắt. Nhưng tình cảnh mua bán khá ế ẩm, nhiều người ngồi bán mệt mỏi còn tranh thủ ngủ ngồi trên ghế. Nhiều người cho biết so với Tết năm trước, khi vừa hết dịch bệnh, tình hình mua bán cây kiển còn nhộn nhịp hơn. Tại các chợ qua Tết ở công viên Gia Định, công viên 23 tháng 9, khách đến xem qua có đông hơn những ngày đầu, nhưng chủ yếu tham quan, chụp ảnh và hỏi giá, chứ người mua thật sự vẫn chưa nhiều. Hàng loạt chợ hoa Tết phục vụ thị trường Tết Quý Mão tại thành phố Hồ Chí Minh đang hút khách tham quan, mua sắm vui xuân. Trong đó độc đáo và ấn tượng bậc nhất chính là chợ Hoa Xuân trên bến dưới thuyền tại bến Bình Đông, quận 8, với vẻ đặc trưng của chợ hoa miền sông nước giữa lòng đô thị. Nhiều sản vật hoa kiển độc đáo từ các nhà vườn danh tiếng ở đồng bằng sông Cửu Long được đổ về đây phục vụ thị trường. Chợ Hoa Xuân trên bến dưới thuyền từ hàng chục năm qua trở thành điểm thu hút người dân mỗi dịp Tết đến xuân về. Khi ghe xuồng của thương lái miền Tây chở cây trái, hoa kiển đủ loại cặp bến Bình Đông bên kênh Tàu Hủ, quận 8. Năm nay, chợ được tổ chức với quy mô lớn hơn mọi năm với trên 650 điểm kinh doanh trải dọc tuyến đường bến Bình Đông, khai trương từ tối 25 tháng Chạp. Nói chung năm nay giá cả thị trường vẫn tương đối ổn định và nó vẫn vừa túi tiền người tiêu dùng, không có mắc lắm. Theo như em thấy thì cái khách mua hôm nay thấy cái lượng mua nó hơi ít. Giữa lòng thành phố hiện đại, chợ Hoa Xuân trên bến dưới thuyền với vẻ đặc trưng riêng, tái hiện các hoạt động mua bán miền sông nước, gợi nhớ khung cảnh chợ nổi miền Tây, thu hút không chỉ người đến mua hoa chơi Tết mà còn hàng ngàn lượt khách đến tham quan, chụp ảnh du xuân. Để phục vụ khách tham quan, năm nay tại chợ Hoa Xuân bến Bình Đông còn có triển lãm tranh, biểu diễn nghệ thuật đờn ca tài tử trên ghe bầu, biểu diễn lân sư rồng. Hôm qua, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô. May mắn không gây thiệt hại về người, nhưng các phương tiện đều hư hỏng, xe cộ ùn ứ kéo dài hàng cây số. Theo nhiều người chứng kiến vụ tai nạn, sau khi nghe cùng lúc nhiều tiếng va chạm mạnh của các phương tiện thì thấy 2 xe ô tô tải và 1 xe con loại 5 chỗ ngồi đang dính chùm vào nhau. Tại hiện trường, xe tải nằm dàn hàng ngang trên đường, làm hàng loạt phương tiện các loại khác lưu thông ngang qua bị ùn ứ, phải nhích từng chút một, kéo dài nhiều cây số trên đường. Đơn vị quản lý tuyến cao tốc kịp thời có mặt, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Khoảng 9 giờ sáng nay, một cửa hàng tiện lợi trên đường Vĩnh Hội, phường 4, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra sự cố sập trần. Thông tin ban đầu của người dân, thời điểm này có nhân viên và cả khách hàng đang mắc kẹt bên trong. Hình ảnh từ hiện trường, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đang tập trung giải cứu người mắc kẹt. Xe cấp cứu 115 cũng được điều đến hiện trường và có người nằm trên cáng. Lãnh đạo phòng PC07 cho biết, lực lượng chức năng đưa một cô gái ra khỏi hiện trường. Hiện các đơn vị vẫn đang khẩn trương tìm kiếm người gặp nạn. Sáng nay, công việc cứu hộ giải cứu bé trai ở Đồng Tháp rơi xuống trụ bê tông tử vong có nhiều tiến triển. Nhân sự và thiết bị chuẩn bị xong để sẵn sàng đưa nạn nhân lên. Trong hôm nay, lực lượng cứu hộ tiếp tục thực hiện lần lượt các bước trong phương án 11 bước để cứu hộ bé trai 10 tuổi ở Đồng Tháp rơi xuống trụ bê tông tử vong. Công việc cứu hộ có nhiều tiến triển. Cụ thể, lực lượng cứu hộ triển khai hệ thống ống nước để chuẩn bị bơm nước từ hố lên và chuẩn bị lực lượng phương tiện tham gia rút và đưa đoạn bê tông thứ 2, thứ 3 lên trên mặt đất. Cuộc cứu hộ giải cứu bé trai bước sang ngày thứ 19 nhưng chưa thể kết thúc do chưa đạt được kết quả mong muốn cuối cùng, khiến tất cả phải chờ đợi trong mòn mỏi và sốt ruột. Theo Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp, đơn vị đang cố gắng nhổ ống bê tông trước Tết. Có thể thực hiện chậm nhưng phải đặt việc bảo đảm an toàn lên trên hết. Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải đề xuất Chính phủ thành lập lực lượng thanh tra trong lĩnh vực đăng kiểm để tăng cường quản lý nhà nước về kiểm định xe cơ giới sau hàng loạt sai phạm diễn ra thời gian qua. Lĩnh vực đăng kiểm hiện nay không có chức năng thanh tra. Vì vậy, theo luật thanh tra năm 2022, việc xây dựng lực lượng thanh tra tại các đơn vị quản lý chuyên ngành là cần thiết. Cục kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải đề xuất Chính phủ thành lập lực lượng thanh tra trong lĩnh vực đăng kiểm, góp phần quan trọng trong quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Sự ra đời của nhiều đơn vị đăng kiểm dẫn đến việc cạnh tranh thiếu lành mạnh trong hoạt động kiểm định. Cứ độ trước Tết khoảng 2 tháng, người dân tại làng Mực Mía xứ Thanh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa lại tất bật nổi lửa nấu những mẻ mực mía thơm lừng. Theo người dân tại đây cho biết, thì nghề mực mía được dân làng làm từ xa xưa. Đến nay, có 20 hộ dân vẫn giữ nghề nấu mực mía phục vụ nhu cầu ngày Tết. Theo anh Nguyễn Văn Vinh, mật mía được sản xuất quanh năm nhưng năng suất nhất vẫn là vào lúc chính vụ, tức là từ tháng 9, tháng 10 đến hết Tết. Thời gian này, nhà nào cũng đỏ lửa từ sáng sớm đến tối muộn để sản xuất mật mía theo kịp đơn đặt hàng. Anh Vinh cho biết thêm, chỉ tính riêng trong 2 đến 3 tháng cuối năm, gia đình anh sản xuất được khoảng 50 tấn mật, cho lợi nhuận từ 50 cho đến 60 triệu đồng. Để cho ra những giọt mật ngon, dân làng phải thức dậy từ sáng sớm để ép mía và đun mật. Các công đoạn đều hết sức công phu, vất vả. Đầu tiên, phải lựa chọn những cây mía còn tươi, đạt tiêu chuẩn để ép nước. Nước mía sau đó sẽ được lọc, lắng lại, cho trồng thì bỏ vào nồi, đun trong nhiều giờ đồng hồ, cho đến khi thành mật mía đặc quánh. Sau cùng, sản phẩm mật thu được phải đưa qua một lượt lọc nữa để đảm bảo mật mía được lọc sạch, sánh mịn.